kiểu tóc của ông Donald Trump thì là nó rất là lãng mạn, rất là nghệ sĩ. Còn của ông Kim Jong-un thì là một cái kiểu tóc rất là trẻ trung và style. Đây có lẽ là hai kiểu tóc hot nhất Hà Nội vài ngày nay. Chỉ cần bạn dám thử thì ông chủ tiệm tóc ở địa chỉ 368 Lê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội sẽ sẵn sàng cắt miễn phí cho bạn với hai lựa chọn: cắt theo kiểu tóc của Chủ tịch Kim Jong-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoặc kiểu tóc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tưởng là sẽ không có nhiều người dám thử, vì thực tế cả hai kiểu tóc này đều khá kén mặt. Ấy vậy mà hai ngày qua, ngày nào tiệm tóc của anh Lê Tuấn Dương cũng tấp nập khách chờ cắt. Tôi được biết là tới đây thì sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà nước Hoa Kỳ và Triều Tiên diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Donald Trump. Thì tôi nghĩ là đây là một cái chương trình rất là thiết thực và hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau vì hòa bình. Là một người Hà Nội, sinh sống tại Hà Nội và cũng tôi muốn là mang cái tình yêu thương của mình lan tỏa đến tất cả những người dân tại Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Và sâu xa nữa là ra toàn thế giới. Đặc biệt nữa là gia đình tôi thì là đã hy sinh mất mát quá nhiều cho các cuộc chiến tranh. Thì bà nội tôi là bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố tôi thì là thương binh, và hai ông chú tôi thì là liệt sĩ. Và cho đến bây giờ thì vẫn chưa thể tìm thấy hai ông xác của hai ông chú đâu cả. Nên tôi không thích chiến tranh một tí nào hết. Sau khi cắt xong cái đầu này thì có một chút gì đó hơi ngỡ ngàng là vì nó khác hoàn toàn so với style cũ của mình. Nhưng mà rất là vui vì ít dù sao thì mình cũng được thỏa cái lòng của mình để bày tỏ sự ngưỡng mộ và mến yêu đến ngày Kim Jong Un. Mọi người hưởng ứng thì chắc chắn kiểu đầu này sẽ được giữ và được mình đi ra đường trong suốt thời gian mà các ngày ghé thăm Việt Nam chúng ta. Làm như nó giống. Đang ở sân bay Tấn Dương. Mọi người đến đông lắm, vui lắm. Không chỉ khách hàng chờ thử cắt kiểu tóc của Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, truyền thông trong nước và cả truyền thông quốc tế cũng rất quan tâm đến tiệm làm tóc của anh Dương. Chủ tiệm cũng theo xu hướng rất nhanh khi liên tục livestream trên mạng xã hội để các khách hàng theo dõi quy trình cắt hai kiểu tóc đặc biệt này. Ý tưởng của anh Dương rất là tuyệt vời. Nhưng là mình là người cũng rất yêu hòa bình thì mình nên đến hưởng ứng cắt kiểu tóc như vậy thôi. Có thể là cái mái tóc nó dễ cắt hơn và dễ, nó không khó như cái mái tóc của ông Donald Trump. Cảm thấy là rất là hài lòng với cái mái tóc này. Nó tuy nó không được giống nhiều nhưng mà cảm thấy rất hài lòng. Mình có đọc qua trên báo thì thấy anh cửa hàng của anh Tuấn Dương này đang có chương trình cắt tóc theo hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ạ. Mình thấy mình thì
đầu của mình hợp với kiểu tóc của ông Kim Jong Un nên mình thử thay đổi. Mình thấy rất vui và hài lòng vì cắt mình khá giống với ông Kim Jong Un. Đây thì mình chưa nghĩ là sẽ cắt kiểu này. Bây giờ mình thấy có cơ hội để mình cắt thử xem sao. Mình nghĩ sẽ để kiểu tóc này đến khi hội nghị diễn ra xong kết thúc. Là một chuyên gia thì tôi cảm nhận là hai cái kiểu tóc này rất là đơn giản, cũng không có quá cầu kỳ. Một kiểu tóc của ông Donald Trump thì là tóc của một doanh nhân, nói chính xác hơn là nó rất là lãng mạn. Bây giờ thì ông là nhà chính trị, là một tổng thống thì cũng vẫn cứ rất là đẹp, rất là hợp với ông ấy, nó rất là nghệ sĩ. Còn của ông Kim Jong Un thì là một cái kiểu tóc rất là trẻ trung và style dễ, rất dễ dàng thay đổi. Các bạn nhìn bình thường thì có thể là thấy ông ấy chải lên như thế thì là cứ tưởng là cứ để kiểu đấy thôi. Nhưng thực tế thì là cái kiểu tóc của ông Kim Jong Un thì rất dễ thay đổi, rất dễ tạo kiểu sang các kiểu tóc khác. Thì là khách hàng đến đây rất là đông. Đấy vâng. Và mọi người thì thông thường là sẽ chọn kiểu tóc của Kim Jong Un. Đấy, còn Donald Trump thì rất ít. Vì lý do là tóc của ông Donald Trump thì nó vừa màu vàng này, xong thì là nó lại dài nữa này. Và thông thường thì mọi người giờ ít người có tóc dài, mọi người cắt gọn gàng nhiều hơn. Anh Dương cho biết mỗi ngày có khoảng 100 khách đến tham gia chương trình cắt tóc miễn phí theo kiểu đầu của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Chương trình của salon tóc này sẽ kéo dài hết ngày 28 tháng 2 năm 2019.